đứng gần vào, đứng xa không thấy. Đúng không ạ? Rồi, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình lại tiếp tục review cảnh nuôi khỉ Vì Bà. Hôm nay có một nhóm bạn mặc đồng phục lên đây chơi rất là đẹp luôn. Đó, cho khỉ ăn nè. Đây có hai mẹ con chú khỉ. Tối mở ra YouTube coi. Đây là mọi người, đây là vlog. Chào mọi người, đây là rồi xong một ly một chai nước siêu trộm là đây luôn.
Thank you.